Diệp Cô Thành, một trong những kiếm khách mạnh nhất trong cổ Long, với chiêu kiếm huyền thoại Thiên Ngoại Phi Tiên, từng khuất phục nhất kiếm Tây Lai của Tây Môi Suy Tuyết trên đỉnh nóc điện Thái Hòa trong Tử Cấm Thành. Theo các bạn, ngoài thiên tư, ngộ tính, võ học và sự rèn luyện đủ lâu, thì lý do gì khiến Bạch Vân Thành Chủ lại lợi hại tới như vậy? Hôm nay Đình Phong xin cùng các bạn điểm qua 5 nguyên nhân tạo nên một huyền thoại võ hiệp cổ Long. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Cả đời của lão không có bạn, cho tới trước khi gặp Lục Tiểu Phụ. Trước này lão không những không tiếp thu thụ tình hữu nghị của ai, mà lão cũng không chịu đem tình cảm đến với bất kỳ người nào. Một lần Lục Tiểu Phụng từng hỏi lão: các vị vào Tử Cấm Thành, lên nóc điện Thái Hòa quyết chiến chăng? Tử Cấm chi điện cao tới mấy chục trượng, trên nóc nhà lập ngói pha lê nhẵn bóng, người lên đó khó như lên trời, huống chi đó là nơi của hoàng đế để bách quan vào triều. Cách phòng vệ rất thâm nghiêm, có thể nói là khắp thiên hạ không nơi nào bị kịp. Hai người lại lựa chọn nơi khó khăn này để quyết chiến, khiến Lục Tiểu Phụng không nhịn được thở dài nói: các vị thật lớn mật. Diệp Cô Thành hờ hững đáp: nếu công tử đã kinh hãi thì bất tất phải đi làm chi. Lục Tiểu Phụng tỉnh ngộ hỏi: các vị chọn nơi này vì mục đích không muốn cho người ta vào coi chăng? Diệp Cô Thành đáp: ít ra cuộc chiến này không phải vì mục đích để người ta coi. Lục Tiểu Phụng lại hỏi: vậy thì là vì mục đích gì? Diệp Cô Thành đáp: vị là Tây Môn Suy Tuyết và ta là Diệp Cô Thành. Người đời thường có câu kiêu binh tật bại, ám chỉ rằng người hay kiêu ngạo thường chẳng làm nên trò trống gì. Tuy nhiên ta nên nhìn nhận hai khía cạnh: kiêu có thực lực và kiêu không thực lực. Kẻ kiêu không thực lực vốn bản chất chỉ là thùng rỗng kêu to, dù thế nào cũng chẳng thành nghiệp lớn. Còn kẻ kiêu có thực lực lại là khác. Đình Phong cho rằng đó chính là một cường giả. Đa phần người tài giỏi thường kiêu căng, sau khi trải qua sương gió họ sẽ bị thấm đòn, một số sẽ đi theo trưởng phái lúa chín cúi đầu. Nhưng có người lại lựa chọn cho trưởng phái của mình, đó là dù chết cũng không bao giờ cúi đầu. Và Diệp Cô Thành là một người như vậy. Lão sau khi bị Lục Tiểu Phụng phá sang âm mưu thoán nghịch, liền chạy lên đỉnh nóc Thái Hòa Điện. Bây giờ Đại Mạc Thần Ưng Đồ Phương bảo: kẻ phạm trọng tội như người là phải thụ hình vạn đào phanh thây, chú di cửu tộc. Diệp Cô Thành liếc mắt ngó nhìn thanh kiếm của Đồ Phương bảo: người cũng phạm tội, người biết chưa? Đồ Phương mặt đĩn ra, ngẩn người không hiểu. Diệp Cô Thành lại nói tiếp: người luyện công lực không thành, học kiếm pháp không giỏi mà dám vô lễ với ta, vậy người cũng phạm vào tử tội. Phương Sa sầm nét mặt, rung động kiếm phong lập tức xông tới. Hắn xông vào, dĩ nhiên người khác cũng chẳng thể ngồi yên. Mọi người cùng động thủ, thì Diệp Cô Thành dù kiếm pháp tuyệt thế vô song, cũng chỉ trong khoảnh khắc là bỏ xác tại đường trường, máu loàng ngũ bộ. Diệp Cô Thành biết mà lão vẫn dám nói, đủ để thấy dù ở tình thế 10 phần chết chín, cái ngạo khí ngút ngàn cũng không bao giờ biến mất. Nước trắng là một trong những thứ tạo nên một Bạch Vân Thành Chúa lợi hại phi thường. Chuyện là có một lần Lục Tiểu Phụng lẻn vào trong vương phủ đã đụng độ với lão. Hai người đọ tài rồi hàn huyên tâm sự. Từ mi mào đã phát giác ra một điều là Diệp Cô Thành không uống rượu, lão không để một giọt rượu nào dính vào người, thậm chí lão không uống cả nước trà. Thứ đồ uống duy nhất của lão chính là bạch thủy tinh khiết. Điều này ngược lại với Lục Tiểu Phụng, tử và sắc luôn dính liền với y. Họ Lục vừa nâng chum lên, rượu đã trôi vào cổ họng. Diệp Cô Thành nhìn y, lộ vẻ kinh ngạc hỏi: công tử uống nhiều rượu lắm phải không? Lục Tiểu Phụng gật đầu rồi đáp: không những nhiều mà còn uống nhanh nữa.
Diệp Cô Thành nói: "Vì thế lão phu mới lấy làm kỳ." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Các hạ cho rằng uống rượu là một chuyện kỳ quái ư?" Diệp Cô Thành trả lời: "Rượu hại người, lại làm loạn tinh thể, mà thể lực và trí tuệ công tử vẫn cao tuyệt, quả khiến cho ta không thể ngờ." Một con người đáng sợ nhất là khi kẻ đó không có gì để mất. Liều mạng là một thứ vũ khí có sát thương ghê gớm, còn hơn cả tất thảy các loại thần binh lợi khí trên đời. Tác giả Cổ Long từng kể rằng Diệp Cô Thành coi mạng người chẳng có chi quan trọng, bất luận là tính mạng của người khác hay tính mạng của lão cũng như vậy mà thôi. Một khi đã ra tay là chẳng nề nang gì vì kiếm pháp của lão, nguyên là một thứ kiếm giết người. Giết vua, Diệp Cô Thành là người đứng sau giúp Nam Vương Thế Tử đoạt ngôi cửu ngũ. Trên đời này có bao người có đảm lược như thế? Người ta không dám, nhưng Diệp Cô Thành thì có. Lão quả thật dám đoạt mạng thiên tử. Lúc bấy giờ trong cung cấm, nhà vua ngưng thần nhìn Diệp Cô Thành, chậm rãi nói: "Ý tứ của trẫm chắc khanh hiểu rồi." Diệp Cô Thành sắc mặt lợt lạt, biến thành xám xanh, tay nắm chắc đốc kiếm hỏi: "Phải chăng hoàng thượng thà bó tay chịu chết chứ không động thổ?" Hoàng đế đáp: "Trẫm chịu mạng ở thượng đế, người dám vọng động chăng?" Diệp Cô Thành tay vẫn nắm chặt đao kiếm, gân xanh nổi lên, sống mũi đã lấm tấm toát mồ hôi lạnh. Vương An không nhẫn nại được lớn tiếng: "Việc đã đến thế này, đại hiệp không giết y, y cũng giết đại hiệp." Nam Vương Thế Tử đỡ lời: "Nhất định đại hiệp sẽ động thổ. Bạch Vân Thành Chúa lừng danh thiên hạ, quyết chẳng thể theo thói hèn yếu của nữ nhân." Sau cùng Diệp Cô Thành lên tiếng: "Trước kia tại hạ chưa từng giết ai, trong tay không tấc sát, nhưng bữa nay đành phải phá lệ một lần." Thanh kiếm của lão vung lên, và lúc giữa trời chàng đang tỏ. Tịch mịch là một cảm giác trống vắng, cô đơn và lạnh lẽo. Diệp Cô Thành đã từng nói: "Lâu cao thì cô tịch, cao thủ càng rơi vào càng lâu, trong vùng tịch mịch thì càng đáng sợ, bởi đó không dành cho một người ưa náo nhiệt, càng không phải người cần tình cảm, mọi sợi dây cảm xúc đều bị ngắt kết nối. Tịch mịch chỉ dành cho người cô độc, và khi cô độc, con người không có bạn, không có tình thân. Dưới gầm càn khôn rộng lớn chỉ có kiếm, người và kiếm nương tựa nhau, người gửi tình vào kiếm, kiếm truyền cho người sự vô tình. Trong vùng tịch mịch, kiếm khách sẽ dễ đạt tới trạng thái nhân kiếm hợp nhất, bởi không có thứ gì có thể chi phối hay ngăn cản. Thế nên tịch mịch là một tập quán đối với lão. Một tay kiếm sĩ như lão nhất định là phải cách xa hồng trần, cũng như nhà sư phải chịu khổ hạnh. Nhất thiết mọi sự hoan lạc trên thế gian lão đều vô duyên hưởng thụ. Phật đạo phải ở trong cảnh tịch mịch khốn khổ mới giác ngộ được, thì kiếm đạo cũng như vậy. Kiếm khách không nhà không cửa, không bạn hữu, không vợ con, không một thứ thân nhân nào. Trong đời Diệp Cô Thành chỉ có hai người bạn duy nhất là tịch mịch và kiếm. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.